Xin chào quý vị và các bạn. Đợt không khí lạnh rất mạnh với mức nhiệt rét hại đang bao trùm các Bắc Bộ. Đêm qua và sáng sớm nay là thời điểm rét nhất trong đợt này. Nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, mức nhiệt không vượt quá ngưỡng 10 độ. Ở khu vực vùng núi, nhiệt độ chỉ từ 4 cho tới 7 độ. Thậm chí ở núi cao, nhiều nơi xuống sát 0 độ, nên nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa tuyết, băng giá tiếp tục xuất hiện. Sáng sớm còn rét buốt là vậy, còn trong ngày khí lạnh vẫn dồn xuống, duy trì tình trạng nhiều mây, âm u cả ngày cho Bắc Bộ. Dù không gây mưa nhưng nền nhiệt trong ngày tăng rất ít, cao nhất trong ngày chỉ khoảng là từ 12 cho đến 14 độ. Với mức nhiệt này thì hôm nay rét hại vẫn tiếp tục bao trùm Bắc Bộ cả ngày và đêm. Với khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết khá tương đồng với các tỉnh miền Bắc. Sáng sớm nay nhiệt độ ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng khá thấp, chỉ trong khoảng từ 9 cho tới 10 độ. Còn các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng hạ xuống chỉ còn từ 12 đến 13 độ. Nhiệt độ giảm thấp, cộng thêm những cơn mưa rải rác càng khiến cho cảm giác rét buốt gia tăng. Rét hại bao trùm khắp cả khu vực này. Còn trong ngày, mưa có giảm nhưng nền nhiệt cũng không tăng quá nhiều. Từ Thanh Hóa đến tận Bình Định, trời rét đậm và rét. Chỉ duy có khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ có cao hơn, duy trì ở ngưỡng mát mẻ, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Không khí lạnh mạnh khuếch tán sâu xuống cũng làm cho buổi sáng ở Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt giảm hẳn. Người dân phương Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được hưởng một buổi sáng cuối tuần trời rét nhẹ với mức nhiệt tại đây chỉ khoảng thoảng từ 19 cho tới 21 độ. Không chỉ buổi sáng mà nhiệt độ ban ngày cũng giảm nhẹ. Dù đến trưa chiều nay, cả hai khu vực trời có nắng nhưng cường độ khá yếu. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Còn tại Nam Bộ là từ 28 đến 31 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khắp các vùng biển đều đang có gió mạnh và biển động. Trong đó, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Đợt không khí lạnh có cường độ được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa tràn về. Những luồng gió đông bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình đã làm cho thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rải rác kéo dài từ suốt hôm qua cho đến cả ngày hôm nay. Cùng với mưa thì nhiệt độ tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng nhanh chóng giảm xuống ngưỡng rét đậm, rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài từ hôm nay ngày 8 đến hết ngày 12 tháng 1 tới. Mức nhiệt cả ngày và đêm đều ở ngưỡng rét đậm. Ban ngày cao nhất sẽ vào khoảng là từ 13 đến 15 độ, còn về đêm mức nhiệt chỉ từ 9 tới 12 độ. Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết thì nông dân ở nhiều địa bàn trong tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để chống rét cho cây rau và hoa màu nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ cho Tết Nguyên đán 2021. Riêng với những vườn hoa Tết cũng được bà con chăm sóc rất cẩn thận. Ở làng hoa Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, ngoài các vườn lưới được dựng lên thì bà con còn răng mắc các bóng đèn tạo ánh sáng cho hoa nhanh phát triển. Những bóng đèn sẽ giúp sưởi ấm hoa màu trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Thắp đèn giúp cây lên đều, không bị còi cọc cũng như là không bị chết mầm hoa làm chột cây. Ngoài ra, việc cuốn giấy xung quanh nụ hoa cũng là biện pháp giúp cho hoa phát triển đều trong mùa đông giá lạnh. Những kinh nghiệm chăm sóc này cũng có thể được bà con ở những khu vực đồng bằng Bắc Bộ áp dụng, bởi khu vực này cũng đang trải qua đợt rét hại trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ không vượt quá ngưỡng 13 độ, cộng với độ ẩm cao khiến cho cảm giác rét buốt càng rõ rệt. Đáng lưu ý là về đêm và sáng thì nhiệt độ ở khu vực đồng bằng và trung du chỉ trong ngưỡng là từ 7 tới 10 độ, vùng núi phía Bắc là từ 4 cho đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá tại các khu vực núi cao. Trọng tâm rét hại tập trung tại khu vực các tỉnh là Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, nên bà con khu vực này cần chủ động có biện pháp ủ ấm, che chắn cho cây trồng vật nuôi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt còn kéo dài nhiều ngày.